Còn thì hiện tại mình vừa xử lý xong một sản phẩm van số Sansui. Model ở đây là E90 với cái lỗi là bật lên phát ra cái tiếng kêu cạch cạch bên trong van, và đồng thời là tín hiệu đầu ra bị rè nghẹt không thể nghe nổi. Đã là xử lý ok. Đây này. Đi 1 2 6 7 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
tăng mic đi. Lê sầu, lê sầu, lê sầu vượt hê, lê sầu, tiếng rất là hay. Đọc sát xuôi đây, tiếng khắn. Lê sầu vượt hê, sầu vệ. Bật nhạc thì mình không cần test nữa, vì là cái khi nó bị kêu cạch cạch trong vang. Bật lên chúng ta nghe nó kêu nó cứ cạch 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 trong ạ. Có lúc thì cạch cạch tốc độ chậm, có lúc thì cạch cạch tốc độ rất là nhanh. Và tiếng ra thì rè nghẹt. Thì trên cái dòng này thì mình sẽ phân tích lại là những cái lỗi mà có thể sinh ra trên cái dòng vang này sau nhiều lần sử dụng. Thứ nhất là trực tiếp là trên sản phẩm này là bị bật lên là tiếng kêu cạch cạch e này, và âm thanh đầu ra bị rè nghẹt. Cái bệnh thứ hai là có thể bị mất nhạc hoặc là mất minh riêng biệt. Cái bệnh thứ ba là bật lên là màn hình toàn bộ cái phần mặt trước này hiển thị bình thường, chỉnh các cái thao tác trên cái mặt bàn phím là bình thường, encoder này tăng giảm bình thường, tuy nhiên là đầu ra cũng không có tiếng đó. Hoặc là bệnh bị lệch vế nhá, trên cái dòng này cũng rất hay bị bệnh lệch vế. Và một cái bệnh nữa, bệnh này mới là bệnh khó này, đó là chúng ta cứ tăng cái gain mic này lên cao, càng tăng gain mic lên cao mặc dù là không cắm mic nhá, rút bỏ mic ra đó thì nó sẽ phát ra cái tiếng kêu, nó cứ o e nó cứ o ra loa, nghe nó rất là khó chịu đó. Thì đó là cái bệnh có thể nói là bệnh khó nhất trên cái dòng này. Và đối với cái dòng này nếu mà bị khóa bàn phím nhá thì mình hoàn toàn có thể mở được ấy, nó bị khóa phím bấm không được cái gì ấy, không cho chỉnh ấy. Đó thì mọi thông tin chi tiết về sửa các cái lỗi trên cái dòng vang số Sansui, cụ thể là model E90 đó, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy đó là 0868 59964. Và cũng không riêng gì model này nhá, có thể những model khác như là DA1 này, DA1S này, E60, E80 này, E90 này. Đó, thì đối với tất cả những cái model đó thì mình cũng hoàn toàn có thể xử lý được. Đó, rất là nhiều những cái lỗi. Và mọi người, những ai mà chưa đăng ký kênh đó thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mọi người nhá. Và đừng quên kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo ở góc phải ở phía dưới video để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày. Cảm ơn buổi đã xem video.